Dạ, Công Sai Cần Thơ kính chào với cô chú anh chị các bạn. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị các bạn vừa qua đã ủng hộ tất cả các nhà vườn cũng như hộ kênh Bonsai Cần Thơ. Công Sai Cần Thơ tiếp tục chia sẻ của chú anh chị ha. Mai kiển Tết. Mình đi dài, em coi đây lộc nè. Đang con tàn lại nụ mini. Chuyển bông ha. Nhiều lắm cô chú anh chị bạn. Đó. Nụ tròn tròn thôi. Thì đã mất thời gian mình vô clip để cô chú anh chị xem để chọn lựa giống ha. Đi vòng vòng khu vườn tham quan chút xíu chú chị các này mình đến vườn mà vườn mai kiển của em Hằng ở Lách Bến Tre mày thấy trắng này, đẹp ha. Rồi mình vô clip với cô chú chị các bạn để cho em Hằng chia sẻ cho cô chú chị chọn loại giống mai cho Tết ha, chiếc kiển luôn. Dạ chào anh, chào cô chú anh chị. Thì trở lại kênh thì hôm nay em giao lưu một số loại giống và may ghép gốc vườn cho cô chú anh chị mình. Nếu như mà hợp nhãn cây nào thì alo em hắn cô chú. Dạ đầu clip thì em vô cây loại giống. Giống này là hoa hồng Thanh Tú. Chiều cao của nó mình lấy trung bình là khoảng 30 50 đi, 30 tới 50. Thì gốc ghép thì quấn rễ hết nha cô chú. Hoa hồng Thanh Tú. Dạ, hoa hồng Thanh Tú. Đây, có nụ luôn. Đẹp hết, nó ra bông chùm chùm rồi. Dạ. Thì cái loại này em giao lưu với giá 80.000 một cây ha. Thì 5 cây em gửi hàng và bao ship luôn cho cô chú mình luôn nha. Dạ. Cái loại số 2 là Cúc Thọ Hương. Cúc Thọ Hương gốc thì có quấn rễ hết nha cô chú, nói chung là hầu như cây nào cũng có quấn rễ hết. Cúc Thọ Hương này lấy tầm khoảng 40 đi, chiều cao khoảng 40 50 nha cô chú. Thì Cúc Thọ Hương này em giao lưu với giá 80.000 một cây, 5 cây em cũng gửi hàng và bao ship cho cô chú mình luôn. Dạ đây. Dạ nói chung là nó có một cỡ ra anh ơi, mà tất cả gốc ghép đều quấn rễ hết. Đẹp không? Dạ, có rễ quấn rễ hết. Dạ, em vô loại số 3 là mai sắn, giảo tự sắn. Nói chung là cây nào cũng có đế hết, quấn rễ hết. Dạ. Thì cái loại mai tự sắn này em cũng giao lưu với giá 80.000 một cây luôn. 5 cây em gửi hàng và bao ship cho cô chú mình. Dạ đây, cái rễ nó nè. Nói chung là hầu như cây nào cũng có quấn rễ hết nha cô chú. Dạ. Mua 5 cây nó khoảng 5 cây. Dạ 5 cây em gửi hàng bao ship luôn. Dạ đủ loại hết. Này là bạch mai. Cũng giá 80.000 cây luôn nha cô chú. Nói chung là có cao có lùng lùng. Dạ. Đồng giá. Dạ đồng giá 80.000 một cây. Cỡ hơn một cây. Dạ 25. Dạ. Rồi. Cái loại giống tiếp theo đây là Cúc Thọ Hương. Cúc Thọ Hương này lớn hơn nha cô chú. Dạ cái này 120.000 một cây. Thì 5 cây em cũng gửi hàng và bao ship luôn. Dạ đúng rồi, cái này là cho cô chú mình lấy bo. Dạ đúng rồi. Dạ bự hơn. Đế gốc bự hơn. Loại tiếp theo là cúc 24-36. Đây. Cũng giá 120.000 một cây. Cũng
khu đấy đẹp luôn, nhiều do này. Dạ. Nói chung là hầu như cây nào cũng có củ á. Củ tròn đẹp không? Dạ. Rồi. Em lên cây gốc ghép vườn nha cô chú. Thì cây đầu tiên này là cây mã số 1A nha cô chú. Để nằm thuốc nằm nè, quá trời. Dạ. Cây này là cây giảo tự sắn. Đếm đo thông số. Hoành thân là 18. Chiều cao 40. Tàn ngang 55. Thì cây số 1A này em giao lưu với giá 1 triệu. Em bao phí ship. Quá trời thành thú nằm trên đá luôn. Dạ. Lên cây số 2. 2A. Hoành thân là 20. Chiều cao là 31. Tàn ngang là 38. Cây số 2A này em giao lưu với giá 1.100.000. Em bao phí ship. Tại cái này em mới ghép có một mùa mấy thôi, cho nên cái tàn nó cũng không có được lớn không nha cô chú. Nhưng mà sẵn nó sẵn. Dạ đúng rồi. Nó dài, bị dài lắm rồi. Dạ. Mà cái gốc này là gốc vườn, gốc lớn lắm. Dài lắm á. Dạ. Dạ. Rồi em đổi mã số. Mã số 3A. Dạ. Hoành thân là 25. Em không tính bộ đế nha cô chú. Chiều cao là 34. Tàn ngang là 32. Cây 3A này em giao lưu với giá 1.200.000. Em bao phí ship. Dạ, cái gốc nè. Hai tay em không hết luôn á. Em dạ. Thấy nó vậy thôi chứ nó không có nhỏ nha cô chú. May sắn mà được gì là ghép cũng lâu lắm á. Dạ. Em báo giá lại là cây số 3 này em giao lưu với giá 1.200.000 nha cô chú. Rồi em đổi cây. Cây số 4. Dạ 4A. Dạ. Ờ, hoành thân là 27 cô chú. Chiều cao là 38. Tàn ngang 40. Cây số 4A. Không, 4, số 4. Dạ, 4A này em giao lưu với giá 1.200.000. Em bao phí ship cho cô chú mình luôn. Kinh khủng luôn. Bây giờ tươi sáng thì nó nhắc tới người ta là từ 8 cánh. Dạ. Rồi em xin phép xuống cây. Em lên cây 5A. Dạ. Giảo Phủ Đức. Hoành thân 15. Theo con thú nằm đẹp nè. Chiều cao là 63.
tàn ngang là 46. Sâu cục cục nhẹ hết. Cục trứng. Cái thú. Dạ, cây số 5A này em giao lưu với giá 550.000 em cô chú, em bao phí ship cho cô chú mình luôn. Đế đẹp. Quá đẹp đi. Cây số 6. Cây 6A. Hoành thân là 18. Chiều cao là 57. Tán ngang là 45. Nè. Mấy cái này nó muốn lên xù luôn nha cô chú. Nói chung là cái lò dạo Thủ Đức thì cái lô này của em cây nào nó cũng có đế đẹp hết nha cô chú. Dạ. Cây mã số 6A này em giao lưu với giá 550.000. Em bao phí ship luôn. Dạ. Cái số điện thoại giao lưu của em là 0349 084 844. Dạ, cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú. Cây số 7A. Dạ. Quỳnh, cho cái Quỳnh thân. Quỳnh thân 19 thôi. Dạ, em lấy 19 thôi. Chiều cao 35. Tàn ngang được 34. Đế nè cô chú. Đẹp không? Điều, gửi điều. Cây số 7A này em giao lưu với giá 550.000 nha cô chú. Bò to, tàn tròn hết. Dạ. Dạ. Rồi, cây số 8A. Hoành thân là 12. Chiều cao là 60. Tàn ngang là 52. Thì cây số 8A này em giao lưu với giá 600.000. Đó. Cái mai này là ghép 5 mùa rồi, giá này là giá ưu đãi luôn nha cô chú. Rồi em xin phép xuống cây luôn. 8A. Lên cây số 9. 9A. Hoành thân 20. Chiều cao 58. Tàn ngang 48. Cây 9A này em giao lưu với giá 750.000 anh cô chú. Đây hình thú luôn nè nghe cô chú. Lên xù luôn nè. Cây 10A. Hoành thân được 27. Chiều cao 54. Tàn ngang 57. Cây số 10A này em giao lưu với giá 1 triệu nha cô chú. Bự. Xù.
Chùa Gia Me. Cho cái giác bò đi. Ta đụng rồi. Chẳng gió đi. Rồi, em thổi cây. Cây 11A. Hoành thân 22. Để không có chân rõ ràng. Chiều cao là 60. Tàn ngang là 51. Đây cũng vậy luôn ha. Cây 11A này em giao lưu với giá 750.000 nha cô chú. Đế nè. Dạ. Thú luôn ha. Có khuyến mãi thêm cỏ nữa, cỏ xanh tươi luôn nha cô chú. Rồi em lên đổi cây. Cây số 12. 12A. Hoành thân là 14. Chiều cao là 45. Tàn ngang là 45. Cây 12A này em giao lưu với giá 450.000. Và em xin phép thổi cây. Cây số 13. 13. Hoành thân 20. Chiều cao là 55. Tàn ngang là 50. Cây 13A này em giao lưu với giá 600.000 nha cô chú. Có đế luôn nha. Rồi em xin phép ở cây luôn. Mười bốn nha. Hoành thân 15. Dạ, góc này cũng là một góc sụ luôn. Chiều cao là 63. Tàn ngang là 55. Thì cây 14A này em giao lưu với giá 550.000 luôn nha cô chú. Dạ. Lên xù luôn. Rồi em xin phép xuống cây luôn. Rồi lên cây số 15. 15A. Thời gian tầm mấy luôn. Dạ. Hoành thân là 13. Chiều cao là 47. Tàn ngang 45. Thì cây 15A này em giao lưu với giá 450.000 luôn nha cô chú. Dạ, dáng đứng. Tàn tròn luôn nha cô chú. Rồi, em đổi cây luôn. Cây 16A. Cây 16A luôn, cũng là cây cuối clip của em luôn nha cô chú. Chiều hoành thân là được 15. Cây này cũng là cây xù luôn nha cô chú. Chiều cao là 55. Tàn ngang là 50.
Thì cây 16A này em giao lưu với giá 450.000 một cây. Em bao phí ship luôn. Gốc này cũng xù, đẹp. Dạ, cái lô này số lượng em cũng khá nhiều. Thì anh chị nào có nhu cầu mà để mà kinh doanh lại, nuôi lại để kinh doanh Tết á, thì cứ alo cho em để giá hữu nghị cho cô chú mình luôn hen. Thì số điện thoại của em là 0349084844, cũng là số Zalo của em luôn. Thì cuối clip thì em kính chúc cô chú luôn luôn là vui vẻ và khỏe mạnh. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, xin chào em luôn. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn mình luôn. Rồi, cô chú anh chị các bạn mình hợp nhắn mã số kênh nào liên hệ tiếp với chỗ hàng của cô chú anh chị bạn để mình chọn cái ý. Rồi, xin chào.